Chào mừng các bạn đã quay trở lại, mình là Zopel. Hôm nay mình tính ra là cho anh Bằng lên nội dung cái video này. Nhưng mà có vẻ một số tai nạn không mong muốn nên anh Bằng hiện giờ đang nằm ở giường thở hổn hển đằng kia. Thì mình sẽ thay anh Bằng lên trình bày các bạn nội dung video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta ở đây có bộ PC khá là hay, khá là đẹp. Nhưng mà chúng ta không để nói chuyện về cái vẻ ngoài bộ PC này. Nếu các bạn nhớ trước kia mình làm video nói về chip Ryzen 5 với các đồ họa tích hợp Vega, thì đó là chip 2200G và 1400G. Video đó các bạn có thể xem box bên này, mình cho hiện lên ngay lập tức trong góc này. Đó, các bạn click vào để xem video ngày trước từ trên tay. Và đó là một trong những CPU khá là hay ho đến từ AMD. Tức là chúng ta hiện đang xử lý tốt 4 lõi 4 luồng và 4 lõi 8 luồng của hai dòng khác nhau. Và cũng như là chúng ta có thêm card đồ họa onboard giúp bạn chơi game và làm một số ứng dụng đồ họa tốt hơn rất nhiều so với việc sử dụng một cái CPU của Intel. Thì hôm nay vẫn là chiếc Ryzen 5 2400G, mình đã quay trở lại gặp lại nó. Rất là hay được AMD gửi cho cái bộ PC này, toàn bộ mọi thứ trong này các bạn thấy được AMD gửi cho mình. Thì mình đã cùng anh Bằng chạy một số thử nghiệm, test game, hiệu năng các thứ và quay trở lại với nó để xem nó đã cải tiến như thế nào kể từ lần đầu tiên mình trên tay cái CPU này khi mà nó mới ra mắt. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu video ngày hôm nay. Và liệu các bạn muốn chuẩn bị mua một chiếc PC để chơi game trong tầm giá rẻ thì có nên đầu tư vào một cái CPU Ryzen 5 với cả đồ họa onboard graphics hay không? Hãy cùng nhau bắt đầu video ngay bây giờ. Nếu các bạn đang xem video có nhu cầu mua bất kỳ sản phẩm nào mình kể tên trong video này, bao gồm cả chip Ryzen 5 2400G thì hoàn toàn có thể tham khảo tại địa chỉ anphatpc.com.vn. Link mình sẽ để phần mô tả video nha anh em. Rồi, trước khi đi sâu vào chi tiết thì mình khoe các bạn cái bộ cây này một chút. Toàn bộ cái vỏ cây và tất cả từ bên trong là AMD gửi cho mình. Đây là cái vỏ cây Zonbo khá là hay, làm toàn bộ từ nhôm. Các bạn sẽ có 3 quạt, 2 quạt trước và 1 quạt sau hút vào đẩy ra. Thì trong bộ cây này mình đang dùng bộ nguồn của Rosewell này, công suất thực này đảm bảo vượt qua công suất tối đa mà cái CPU này có thể kéo điện được. Chúng ta sẽ sử dụng là 16GB 3000MHz DRAM 4 đến từ Team Group, SSD 240GB cũng ở Team Group luôn. Bên board đây là ASRock B350M Pro 4 và cái CPU sử dụng đương nhiên là Ryzen 5 2400G với các đồ họa onboard Vega Graphics. Thì một câu chuyện khá là thú vị xảy ra như thế này. Trước kia thì mình đã từng test cả CPU 2200G và cả 2400G rồi, thì nó đều chơi được game ở một cái bức setting đồ họa nhất định. Và những cái tình huống mình gặp phải, nếu các bạn nhớ các bạn sẽ xem video mình để trên góc, thì nó khá là không ổn định. Các game mình chơi được thì đương nhiên là có mượt mà hơn rất nhiều so với các bạn sử dụng một cái CPU Intel cùng tầm giá mà các đồ họa là HD Graphics. Nhưng mà rất nhiều khi nó nhảy lên nhảy xuống, FPS có thể tụt xuống 0 FPS chẳng hạn, 0 FPS, 10 FPS. Thì bây giờ đã quay trở lại với cả chiếc mainboard là B350M Pro 4 này với BIOS mới nhất và setting AMP profile cho RAM nó lên tối đa 3000MHz, cũng như là cái CPU này toàn bộ xung nhịp để auto. Quay trở lại vấn đề hiệu năng thì sao, mình đã test bằng Cinebench cũng như là AIDA, Benchmark Firestrike các thứ, thì mình sẽ để cái bảng đấy các bạn xem điểm số như thế nào và cấu hình ra làm sao. Còn đây là cái phần các bạn hóng nhất này, cái hiệu năng để chơi game thì sao. Thì mình đã test qua hai game phổ biến nhất bây giờ, đó là PUBG cũng như là Liên minh huyền thoại. Thì PUBG ở setting đồ họa là very low, chỉ có shadow và texture mình để ở mức low thôi để cho nó không bị nhức mắt quá, bởi vì để mà low quá thì hình nó sẽ khá là gai gai. Thì mình để setting như vậy ở độ giải phân giải Full HD. Thì game chơi một cách khá là mượt mà, khi bạn chơi máy bay FPS có thể loanh quanh từ 70-80 FPS. Mình khá là ngạc nhiên khi mà cái CPU này nó làm được điều đó. Và khi bạn xuống đất bắn nhau cho đông người thì FPS sẽ loanh quanh khoảng tầm 45-50 FPS. Còn cái đông người quá, FPS thấp nhất của cái game PUBG mình đạt được là 30 FPS. Mình cực kỳ ngạc nhiên với cái sự cải tiến của CPU Ryzen 5 2400G này. Nó tốt hơn rất nhiều so với đợt CPU đầu tiên. Với cái BIOS cũ mình đã từng test, nhiều khi nó giật khựng mà nó giảm xuống 0-1 FPS. Nhưng mà hiện tượng này hoàn toàn không xảy ra bản cập nhật mới. Còn với game LOL thì thôi, chặt chém mọi thôi rồi, hủy diệt game LOL luôn. FPS từ 140 đến 150 thì thoảng vui vui thì nó cho lên 200 FPS. Thì mình rất ngạc nhiên với cấu hình này. Và nó thậm chí còn tốt hơn các bạn sử dụng một cái chip Core i3 Coffee Lake kèm theo một cái card GT 1030. Nhưng mà có một cái vấn đề nhỏ nhỏ xảy ra ở đây, và mình hy vọng rằng AMD sau khi xem xong video này của mình thì họ sẽ khắc phục vấn đề này qua cập nhật BIOS hoặc là qua bất kỳ một phần mềm gì đấy để hỗ trợ cho cái CPU nó nhận diện ra nó xài ở đâu. Đó là khi mình test Cinebench ở cái phần test đồ họa OpenGL ấy, thì thi thoảng vui vui máy nó crash một cái, nó cho cái màn hình xanh blue screen update. Nó bảo là máy của mày có vấn đề gì đó về các đồ họa cần giải quyết đi. Thì Windows lúc test là Windows 10 Pro phiên bản 64 bit và đã chạy tất cả mọi update mới nhất, không còn một cái gì để mà update cả, tất cả các đồ họa driver và tất cả setting để hết về default. Thì cái lỗi này vẫn xảy ra, mình không làm nên là khắc phục lỗi này. Thi thoảng vui vui test OpenGL thì nó cho crash một cái, và mình hy vọng rằng trong tương lai AMD sẽ làm gì đó để xử lý được cái lỗi này. Nhưng hiện tại nếu mà không có lỗi màn hình xanh thì đây thực sự là một cái CPU rất tuyệt vời, Raven Ridge Ryzen 5 2400G. Thực sự chơi game rất là mượt mà, và nó khiến mình khá là ngạc nhiên khi mà đánh bại được một cái combo Core i3 Coffee Lake kèm theo cả GT 1030 ở mức giá rẻ hơn đến gần 1 triệu đồng so với cái combo như vậy.
Xét cho cùng thì bạn đang chuẩn bị build một cái bộ PC và bạn đang có trong túi quần khoảng tầm hơn 4 triệu đến 5 triệu mà bạn định đang lựa chọn không biết là lên chơi Intel hay là chơi AMD đây. Thì theo như mình, bạn vẫn có thể lựa chọn cái bộ này. Đây là lựa chọn tốt hơn. Thì chúng ta có các đồ họa xử lý ngon hơn trước 1010 và khả năng xử lý về CPU tốt hơn một chiếc Core i3 Coffee Lake và lại rẻ hơn đến gần 1 triệu đồng khi các bạn so sánh sang combo tương tự bên Intel. Thì đây lựa chọn rất hợp lý, các bạn có thể chơi rất nhiều game mượt mà hơn nhiều so với cả GT 1010. Đương nhiên không nói những game nào mà ưu hóa dành riêng cho Nvidia. Và khi mà các bạn nói về cả cái bộ main thì main có chiếc set B350 nó rất là rẻ rồi, RAM thì giá tương đương nhau, không gì để chê. Nguồn này, ổ cứng, các đồ họa hay là tất cả các thứ các bạn muốn cho thêm thì nó không liên quan rồi. Thì cái combo main chip RAM, nếu các bạn chơi AMD Ryzen 5 với các đồ họa Vega lúc này thì nó sẽ hợp lý và nó kinh tế rất là nhiều khi các bạn so sánh với một bộ đến từ Intel. Và đó là những chia sẻ của mình trong video hôm nay, một video update giới thiệu và chia sẻ lại cho các bạn về cái CPU Ryzen 5 2400G. Và hy vọng trong tương lai AMD sẽ làm một cái gì đó để sửa một số cái lỗi liên quan đến các đồ họa Vega onboard. Thì đương nhiên rồi, cái này sẽ không ảnh hưởng đến các bạn, bởi vì nó chỉ xảy ra khi chúng ta test benchmark cái phần mềm Cinebench mà thôi, còn chơi game thì hoàn toàn không xảy ra. Thì mình hy vọng rằng các bạn sẽ có một trải nghiệm mượt mà khi sử dụng cái CPU này. Và đó là những gì muốn chia sẻ trong video hôm nay, AMD Ryzen 5 2400G Raven Ridge. Hy vọng mọi người thêm đồ vui vẻ và thú vị. Nếu thấy hay thì nhớ để lại một like cũng như subscribe để mình sẽ còn gặp lại bạn trong nhiều video khác. Còn số bèo xin chào anh em, hẹn gặp lại trong những video sau. Bye bye.